Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Liên minh. Ân tỉnh sinh tam bảo, ngươi chạy cái gì? Lâm Vân trở thành người thay thế, trong một buổi giao lưu thương mại, ân tỉnh uống quá nhiều vào nhầm phòng của Lâm Vân. Hơn 9 tháng sau, Lâm Vân bị cảm đến bệnh viện, ban quản lý bảo anh tiện đường đi thăm ân tỉnh ở bệnh viện bên cạnh. Khi nhìn thấy ba đứa bé giống mình, Lâm Vân sợ hãi. Suốt đêm sách thùng chạy trốn cũng không muốn Kim Mẫn Na mang theo ân tỉnh đêm đó đuổi tới Ma Đô. Tin tức vừa ra, toàn mạng chấn động. Lơ Xê lại càng trở thành địa ngục. Đại Ma Vương Hàng Phục Đinh Manh Hoa thiên sứ thủ hộ hệ thống kích hoạt. Chăm sóc con gái và vợ, có thể nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Giám đốc An trưởng môn, tôi gọi ông một tiếng, ông dám ăn ép. Sáu của tôi không? Chính ta cũng không dám, chỉ có Lâm Vân mới có thể ăn. Tiểu hổ. Ai dám hoành đao lập tức? Chỉ có rừng mang ác nhân. Phi khoa. Tấn 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 tấn. Ân tỉnh. Đại bảo nhị bảo tam bảo đều uống không hết, tăng quá, anh mau giúp tôi. Kim mẫn na. Anh rể anh. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. 001 SKT dự bị. Gặp gỡ bất ngờ ân tỉnh, sinh hạ tam bảo. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. A à Phúc Lần này thật sự bị cảm. Trong câu lạc bộ SKT, Lâm Vân làm dự bị cho phi khoa hơn một năm, hắt xì một cái, cảm giác có chút khó chịu, lấy nhiệt kế đo một chút, thật đúng là phát sốt. Xuyên việc đến thế giới này lần đầu tiên bị cảm mạo, ta phải đi bệnh viện nhìn xem. Lâm Vân lập tức xin phép giám sát và huấn luyện viên. Vừa định đi bệnh viện. Đã bị giám sát gọi lại, Lâm Vân, đây là 40 vạn, tiền hàng, RMB hơn 2 ngàn, giá trả Seoul cao, hoa quả đắt, cậu đi bệnh viện truyền nước biển xong, nhân tiện mua chút hoa quả đi phụ nữ và trẻ em bên cạnh thăm người chủ trì ân tỉnh đang nằm viện. Bộ, Lâm Vân nhận tiền, cất vào túi, quyết định mua chút hoa quả đi thăm ân tỉnh, sau đó tự đi truyền nước biển. Chờ ra khỏi câu lạc bộ, mới kịp phản ứng. Vừa rồi giám sát nói bệnh viện là phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ và trẻ em. Ân tĩnh nằm viện phụ nữ và trẻ em. Lâm Vân có dự cảm xấu, nhưng cũng không suy đoán theo hướng khác. Dù sao hắn và ân tĩnh chỉ gặp nhau một lần. Nhớ rõ đó là 9 tháng trước một lần buôn bán hoạt động, nguyên bản câu lạc bộ an bài đầu tiên đi, nhưng phi khoa người này không muốn tham gia buôn bán hoạt động, chỉ có thể để cho có post nhan sắc trần nhà đẹp trai đến rối tình rối mùi lâm vân đi đó là một đêm trăng cao gió đen phù đó là một đêm xa hoa trụy lạc hoạt động giải trí thương mại thi đấu xong chính là tiệc rượu lâm vân mua hoa quả bắt xe đang suy nghĩ lung tung xe taxi rất nhanh đã tới lâm vân trả tiền xong xuống xe tiến vào bệnh viện sau khi nghe ngóng rất nhanh liền gặp được ân tĩnh xoẹt xoẹt vừa bước vào phòng bệnh lâm vân thấy hoa quả trong tay rơi xuống đất nằm cái rảnh ngươi là lâm vân ba giọng nói gần như đồng thời người đầu tiên đương nhiên là lâm vân giọng nói thứ hai là kim minh na thanh âm thứ ba chính là ân tĩnh lúc này trong phòng bệnh ân tĩnh đang ôm một tiểu bảo bảo dỗ nàng ngủ mà kim mẫn na thì nửa ngồi xổm ở trước giường trẻ con ngâm nga tiểu khúc dỗ hai tiểu bảo bảo trên giường trẻ con trừng to mắt tò mò nhìn thế giới này ba bảo bảo này quả thực cùng một khuôn mẫu với lâm vân giống nhau như đúc lâm vân chấn kinh cái này lâm vân mở to hai mắt hoàn toàn mơ hồ lâm vân lúc này đầu ân tĩnh cũng ong ong có chút hỗn loạn cô không biết nên đối mặt với lâm vân như thế nào bởi vì ba bảo bảo này là của lâm vân Hoạt động buôn bán của 9 tháng trước, bàn đêm bởi vì ân tĩnh đi nhầm phòng, lầm vào phòng Lâm Vân, đêm hôm đó hai người đã xảy ra quan hệ. Thật ra ân tĩnh đã sớm quen biết Lâm Vân, chỉ có điều người qua đời không biết cô, mà 9 tháng trước, trong cuộc thi biểu diễn, hai người lại là một đội, Lâm Vân để lại cho cô ấn tượng sâu sắc. Sau khi hai người phát hiện ra quan hệ, ân tĩnh cũng không ồn ào, bắt Lâm Vân chịu trách nhiệm. Mà là yên tĩnh rời đi chỉ là cô không nghĩ tới, mình lại mang thai. Ân tỉnh thích văn hóa Trung Quốc, trong lòng ngầm thừa nhận đây là duyên phận của hai người. Tự như nàng Phi thường thích một câu thoại trong phim Hoa Hạ. Duyên phận mà, tự nhiên là ông trời an bài lớn nhất. Cho nên, sau khi biết mình mang thai, ân tỉnh ngược lại Phi thường bình tĩnh, quyết định sinh đứa bé ra. 9 tháng sau, ân tỉnh sinh ra ba đứa con của Lâm Vân mà ân tĩnh không dám nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể để cho tỷ muội tốt kim mẫn na đi cùng. Không ngờ hôm nay lâm vân lại thần kỳ xuất hiện trước mắt. ân tĩnh nghĩ hai người quả nhiên là ông trời an bài tốt duyên phận. anh chính là lâm vân sao? kim mẫn na nhìn thoáng qua ân tĩnh, lại đối chiếu nhìn ba cục cưng và lâm vân, thật sự giống nhau như đúc. cô cười ngọt ngào, nếu ba cục cưng đã tới, vậy gì đây? sẽ không quấy rầy một nhà năm người các con đoàn tụ nữa nói xong kim mẫn na dí dõm lè lưỡi với ân tĩnh chị ân tĩnh em đi mua sữa bột cho cục cưng quay đầu lại cười ngọt ngào với lâm vân anh rể anh phải chăm sóc tốt cho chị và cục cưng nha kim mẫn na phi thường hiểu chuyện rời đi lưu lại lâm vân hỗn độn tại chỗ một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi vào lâm vân biến thành hỗn độn trong gió này, người nhà này, ngươi còn sững sờ ở chỗ này phát ngốc cái gì? Đóng cửa sổ một chút a, à, sẽ không sợ các bảo bảo cùng mụ mụ cảm lạnh sao? Một y tá kiểm tra phòng vội vã và đi vào, đốc thúc nói. Lâm Vân ý thức hỗn loạn đi về phía trước, đóng cửa sổ lại. Chờ y tá kiểm tra xong, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vân sững sờ ở một bên, nhìn không được kinh hô một tiếng, oa, wow, thật đẹp trai, giống như trong tivi đại minh tinh chợt ý thức nói mình thất thố vội vàng nói ba tiếng xin lỗi lúc này mới điều chỉnh tốt ân cần hỏi bảo mẫu hiện tại thông sửa chưa trước mặt lâm vân bị hỏi vấn đề này ân tỉnh xấu hổ cúi đầu nàng lại có chút tự trách trong lúc nhất thời thanh âm như ruồi mũi không còn chưa đâu vậy phải sốt ruột rồi y tá quay đầu đối với lâm vân nghiêm túc nói bảo bối ba ba muốn phụ trách lên nha bệnh viện thông nhũ sư hoàn toàn không đủ dùng ngươi lại đây ta nói cho ngươi biết thủ pháp, mỗi ngày giúp bảo bối mụ mụ ấn thông nhũ ba lần, lại phối hợp đồ ăn, đúng rồi, hôm nay nấu canh sao? Tốt nhất là canh cá trích thông thảo, canh móng heo đu đủ, hoặc canh gà cái bụng heo. Đừng coi thường nước canh, chúng đều là phối phương tốt từ hoa hạ truyền tới, vô cùng hữu hiệu. Ta trước dạy ngươi thủ pháp thông nhũ thôi nhũ đi. Y tá nói một tràng rồi đi tới trước mặt ân tỉnh, muốn bắt đầu làm mẫu cho Lâm Vân mặt ân tĩnh hoàn toàn đỏ bừng. Mặc dù nhất đâu đâu thích Lâm Vân, cũng sinh ra duyên phận của hai người. Nhưng dù sao duyên phận của hai người thuộc về ngoại ý muốn. Nếu để cho Lâm Vân bắt đầu, còn không phải xấu hổ chết. Hoa! Wow. Cũng may lúc này, một cục cưng trên giường em bé khóc lên. Một bảo bảo khác tựa hồ bị dọa, cũng theo hoa wow hoa wow khóc lên. Cục cưng trong tay ân tĩnh cũng gia nhập đội ngũ. Trong lúc nhất thời, ô à thanh liên tục nghe tiếng khóc một mảnh hẳn là đói bụng y tá vội vàng vuốt ve hai đứa bé trên giường ta đã về rồi kim mẫn na mang theo hai hộp sữa bột kịp thời xuất hiện dưới sự hướng dẫn của y tá lâm vân cũng lúng cuốn tay chân pha sữa bột chờ xong việc đầu óc lâm vân hỗn loạn trong thời gian ngắn ngủi này lượng tin tức đột phát có chút lớn khiến hắn nhất thời bối rối ân tỉnh ba em bé. Cùng mình nhất nhất khuôn giống nhau. Đêm đó 9 tháng trước. Lâm Vân trợn tròn mắt, cái này không khoa học à. Đêm hôm đó hắn cũng uống quá nhiều, thậm chí không biết cảm giác thế nào, thậm chí không biết rốt cuộc có phát sinh quan hệ hay không. Bởi vì chờ anh tỉnh lại, ân tỉnh đã cất tắm ga trải giường nhụm hoa hồng đi cất kỹ. Lâm Vân ngơ ngác ngác, không biết làm sao, chạy trốn ra khỏi bệnh viện hắn cũng không biết mình đang làm gì cũng không biết mình nên làm thế nào cho phải thậm chí không biết mình đang làm gì trong đầu chỉ có ba cục cưng và bóng dáng ân tĩnh không biết trở về câu lạc bộ như thế nào cũng không biết rời khỏi chức vụ giám sát như thế nào mặc danh kỳ diệu mua vé máy bay mặc danh kỳ diệu ngồi lên máy bay bay tới ma đô đêm hôm đó lâm vân đáp máy bay đến ma đô chị ân tĩnh sao không thấy anh rể trong bệnh viện, Kim Mẫn Na bận trước bận sau, chăm sóc tốt cục cưng, lại chăm sóc Ân Tĩnh, chờ xong việc cũng không thấy Lâm Vân. Lúc này Ân Tĩnh mới ý thức được Lâm Vân đã mất tích. Ân Tĩnh gọi điện thoại liên lạc với câu lạc bộ SKT, thế mới biết Lâm Vân suốt đêm rời Seoul, bay về Hoa Hạ. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Kim Mẫn Na trong mắt không thể tưởng tượng nổi, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một cái chủ ý, nếu không chúng ta học trong phim truyền hình ngàn dặm truy phu đi hoa hạ tìm tỷ phu những lời này làm cho ân tĩnh có chút động tâm nhưng nghĩ lại nhưng ba cục cưng của ta làm sao mang qua không sao đâu các chuyến bay đều có khoan đặc biệt chúng ta có thể xin phép kim mẫn na vẽ mặt ngây thơ nói ta ở trong phim truyền hình học được ân tĩnh PS cầu hoa tươi đánh giá phiếu cầu ủng hộ lão tài xế khởi động xe tuyệt đối đắc lực Bài này từ S7 bắt đầu viết, các loại danh tràn diện, các loại kinh điển ngành đều sẽ nhất nhất xuất hiện, các đại tuyển thủ chuyên nghiệp đứng đầu thao tác đều sẽ hiện ra, đương nhiên, nhân vật chính mới là đẹp trai nhất. Lâm Vân tiên hạ thành, chúng ta hãy chờ xem Lâm Vân cùng Phi Khoa chung cực quyết đấu đi. Thanh Minh đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 2002, toàn bộ mạng oanh động, LCK triệt để nổ tung. Bay khoa Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Ngày hôm sau một đạo tin tức, xuất hiện ở đầu đề tin tức Seoul. Người dẫn chương trình xinh đẹp nhất LCK ân Tĩnh hôm nay sinh hạ em bé sinh ba. Nội dung đơn giản thô bạo Làm rung chuyển cả LCK Tự như một cơn lốc, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Edpok Tiếp theo, từng đạo tin tức nhất lên bảo táp Edward không ngừng tuyên bố. Tính chân thật của tin tức Chúng ta đẹp nhất MC ân tĩnh, tại bệnh viện sinh hạ ba bào thai, nghe đồn thần bí phụ thân vì SKT thay thế bổ sung viện trợ trung đơn. A à, thập bác Tương hách thầm mến nàng nhiều năm, lại bị một ngoại viện không biết tên chặn hồ. Chúng ta LSK có thực lực nhất Mỹ nữ giải thích, vậy mà vì một vị tân nhân dự bị ngoại viện sinh hạ ba bào thai. Tuy nhiên, những tin tức này mới chỉ là bắt đầu ngay sau đó lại một đạo tin tức bùng nổ tuyên bố eleseca đẹp nhất mc ân tĩnh mang theo ba bào thai ngàn dặm truy phu trao tin tức này bị paparazzi công bố ra trong nháy mắt kích nổ ngư lôi trong lúc nhất thời cả eleseca xôn xao nổi lên bốn phía tiếng nghị luận không ngừng không thể tin được ai dám tin đây là sự thật nhưng từng tấm ảnh được bày ra ân tĩnh mới là mẹ ông một cục cưng đi theo kim mẫn na ông hai cục cưng lên máy bay bay tới ma đô tôi không chấp nhận được sự thật hoa đáng đẹp nhất của chúng ta bị tiểu tử thối hoa hạ lừa chạy tại sao người dẫn chương trình đẹp nhất của chúng ta lại yêu một người hoa hạ không có tiếng tâm gì tương hách nữ thần tương hách thầm mến nhiều năm nữ thần vậy mà vì trong đội dự bị ngoại viện sinh hạ ba bào thai nói cho ta biết phi khoa rốt cuộc có điểm nào không bằng ngoại viện thay thế. Trời ạ, à, điên rồi. Nữ thần Edward vì tiểu tử không biết tên mà sinh ba bào thai. Còn nữa, tại sao người dẫn chương trình thế hệ mới Kim Minna cũng đuổi theo? Kim Mẫn Na, nữ thần mới của ta, ô ô ô. Nữ thần Edward. Tương hách thầm mến. Sinh ba. Ngàn dặm truy phu. Kim Minna. Ân tĩnh. Ly Sang Hi Úc. Người mới không có tiếng tâm gì thay thế bổ sung. Từng từ ngữ mang tính xung đột này, cực kỳ có tính tranh luận, cực kỳ có cảm giác đề tài, hôm nay thổi quét toàn bộ LCK. Không đơn thuần như thế. Ngay cả vòng tròn LPL liền kệ cũng gây ra động đất trong đêm. Một chút quanh động cũng không thấp hơn LCK. Chỉ có điều phản ứng của quần chúng ăn dưa hoàn toàn trái ngược với LCD. Nằm cái rảnh lớn. Lại thật sự có người cắt trâu nữ thần mà đại ma vương thầm mến. Các huynh đệ, thậm chí có nhân huynh đem LCK mỹ nữ MC Ân Tĩnh ngâm tới tay, còn để cho nàng sinh ba. Nhìn trên ảnh chụp, còn có một vị khác LCK tân tấn mỹ nữ chủ trì Kim Mẫn Na, quá mảnh a, HX giờ, Dương Quốc Uy. Mau mau mau, ta hiện tại liền muốn biết vị này nhân huynh tư liệu, ta muốn trở thành hắn đệ nhất fan hâm mộ. SKT dự bị trúng đơn. Bất quá nghe nói, tin tức bại lộ trước tiên, hắn suốt đêm trốn về Ma Đô. Các đại hào môn câu lạc bộ, còn không mau ra tay, nhân tại như vậy, nhất định phải ở lại chúng ta LPL. Không thể để LCK trở lại. Hắn sẽ không tiếp tục tai hòa chúng ta LPL Mỹ nữ bình luận nhóm đi. Ngoại giới chấn động một mảnh. Bánh xe đánh cá đã sớm sôi trào. Trong câu lạc bộ SKT. Đêm hôm đó phi khoa trằn trọc khó ngủ tương hách còn không ngủ không ngủ được tương hách ngươi phải nhìn thoáng một chút giám sát trước tiên phát hiện không thích hợp hắn vội vàng khuyên bảo nói tiểu lâm tiểu tử kia không giảng võ đức dĩ nhiên vô thanh vô tức đem ân tỉnh lừa chạy cũng không cùng chúng ta chào hỏi hắn trước đây cùng ta từ chức thời điểm ta cho rằng hắn chỉ là đơn thuần muốn về quê nhà liền đồng ý cùng hắn giải ước nào biết tấn 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 tấn. Phi Khoa không nói gì nữa, mà cầm lấy nước khoáng điên cuồng rót nước cho mình. Không ngủ được thì đi đánh răng đi. Giám sát vỗ vỗ Phi Khoa bả vai, thở dài một tiếng, dùng tiểu lâm tiểu tử kia mà nói, chân trời nơi nào không cỏ thơm, hà tất thầm mến một cành hoa. Phốc. Phi Khoa tại chỗ phun máu. Giám sát này thật sự là bình nào không mở, bình nào không mở. Bất quá Phi Khoa nghe theo đề nghị của Đốc Tra. Đánh răng. Phi Khoa tràn ngập lửa giận, mang theo một chai nước khoáng, dết vào hàng phục. Đêm hôm đó, cục cao cấp hàng phục tiếng kêu thương khắp nơi, hoang tàn trước mắt, trăm lỗ ngàn lỡ loét, vô cùng thê thảm. Vô luận là các đại cao cấp cục chủ trì, hay là các đại tuyển thủ chuyên nghiệp, các loại người qua đường vương, một đám bị Phi Khoa dết đến kinh hồn bạc vía, rung lẫy bẫy đại ma vương Lý Tương Hách là giả huyết tẩy hàng phục. Dết đến hàng phục vương giả là đêm không dám lo dinh. Cái tên Lâm Vân này lại một lần nữa leo lên đỉnh Hán Quốc. Lâm Vân, có dám đánh một trận với Tương Hách không? Đừng để những người qua đường vô tội như chúng ta phải gánh chịu. Ngay lúc này, so với trận động đất trong Epoch, Lâm Vân lại trận tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt. Bất quá lúc này đây hắn quyết định đối mặt với hiện thực không chạy trốn nữa. Bởi vì đứng ở trước mặt hắn chính là Lấy đi of the Future S7 World Championship 2017 Global Final FMVP Single of Year, Newcom of Year, Most Wanted Player of Year, Solo Championship, Intercontinental Championship, Intercontinental Championship FMVP đoạt giải ân tỉnh. Với ba đứa con của mình. Và chị em tốt Kim Minna. Đinh kiểm tra đo lường được ký chủ chính thức tiếp nhận ba cái bảo bảo cùng lão bà cùng với em vợ, manh qua thiên sứ thủ hộ hệ thống đang kích hoạt. TS Cầu hoa tươi đánh giá phiếu Cầu xin mọi sự ủng hộ Vẽ tháng Khen thưởng, hết thảy ủng hộ đều là để cho tác giả quân bạo phát động lực Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 003, cho manh đám con đổi nước tiểu không ẩm ướt, ban thưởng phong phú. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt manh qua thiên sứ thủ hộ hệ thống. Chúc mừng chủ ký sinh, đạt được tân thủ vú em đại lễ bao. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được tiền mặt ban thưởng RMB 5 v đúc. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng. Thay tả tinh thông mát vô luận là tả giấy hay là nước tiểu không ướt, thậm chí tả lót, ký chủ đều có thể hoàn mỹ nắm giữ tinh túy của nó, thành thạo vô cùng. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được kỹ năng. Tật phong kiếm hào á tác tinh thông mát. Mời ký chủ thủ hộ ba vị manh hoa bảo bảo lớn lên, hệ thống sẽ căn cứ ký chủ biểu hiện, tiến hành bất đồng khen thưởng. Vậy mà kích hoạt hệ thống. Lâm Vân lập tức hai mắt tỏa sáng thật sự là kinh hỷ mẹ nó mở cửa cho kinh hỷ kinh hỷ về đến nhà một xúc cảm vừa huyền ảo vừa huyền ảo vừa sinh ra trong đầu lâm vân theo sau là một cổ tri thức huyền diệu giống như thể hồ quán đính trong nháy mắt hắn giống như nắm giữ hai kỹ năng thay tả thành thạo mát gia sô rất giỏi về mát ngân hàng công thương lâm vân tôn kính tài khoản số cuối 5188 của ngài vào lúc 8 giờ 8 phút ngày 20 năm 2017, thu nhập, chuyển khoản, 50.000 tệ, số dư hiện tại 62.222 tệ đi theo Lâm Vân nhận được tin nhắn nhắc nhở của ngân hàng. Thêm 50.000 đô trong thẻ. Hệ thống có thật. Bất quá trước mắt nhanh chóng để cho đám người ân tĩnh vào phòng mới đúng. Để tôi ôm cục cưng. Lâm Vân kịp phản ứng vội vàng nhận cục cưng từ trong lòng ân tỉnh cẩn thận ông cục cưng dẫn các nàng vào phòng đây là phòng lâm vân vừa mới thuê hai phòng ngủ một phòng khách vốn định trầm trồ khen ngợi bạn bè cùng thuê chia sẻ tiền thuê nhà bất quá hiện tại xem ra hai phòng ngủ một phòng khách còn chưa đủ dùng không ngờ lại không nhận người lạ kim mẫn na tò mò nói quả nhiên là cha ruột con xem đại bảo ở trong lòng lâm vân nhu thuận biết bao min.na anh cũng ông một cái. Ân tĩnh tiếp nhận một cục cưng từ trong xe đẩy của Kim Mẫn Na, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười dịu dàng. Cô nhìn Lâm Vân trước mặt, nhỏ giọng nói, anh ông đại bảo, em ông nhị bảo, Mẫn Na ông tam bảo. Đại bảo dĩ nhiên là gầy nhất. Xuyên qua trước độc thân cậu Lâm Vân, lần đầu tiên làm ba, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là có chút không biết làm sao, đẹp trai trên mặt, nặng ra nụ cười, có thể là đói bụng. Ô hoa! Nào biết hắn vừa nói xong, đại bảo liền khóc lên. Xem ra là thật đói bụng. Kim Mẫn Na chế nhạo nói, có tỷ phu ở đây, ta tin tưởng Ân Tỉnh tỷ tỉ rất nhanh có thể thông sữa, lấy Ân Tỉnh tỷ tỉ chén lượng cho ăn no ba cái bảo bảo cũng không thành vấn đề đâu. Khuôn mặt Ân Tỉnh lập tức đỏ bừng. Lâm Vân đột nhiên ngửi thấy mùi trứng thối. Hẳn không phải đói bụng, có thể là kéo ba ba bốc mùi. Lâm Vân dẫn mọi người vào phòng, để đại bảo xuống, nước tiểu không ướt, quả nhiên rất thối. Làm sao bây giờ? Kim Mẫn Na chăm sóc cục cưng mấy lần, sợ nhất chính là cục cưng kéo ba thối. Lúc trước ở bệnh viện đều là mời y tá giúp thay, học vài ngày cũng không học được. Ân Tĩnh lúc trước bởi vì vừa mới sinh xong, không thể xuống giường, cũng không học được cách thay nước tiểu không ướt. Con người đôi khi chính là kỳ quái như vậy. Khi gặp phiền toái lớn có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết, nhưng khi gặp phải việc nhỏ lại lúng cuốn tay chân. Là tốt rồi bị ân tỉnh cùng Kim Mẫn Na, có thể mang theo ba cục cưng từ Seoul bay đến Mado, lại vì thay nước tiểu không ước bận rộn đến đầu óc choáng váng. Lúc này, kỹ năng Lâm Vân vừa mới đạt được đã phát huy tác dụng. Có khăn lau không? Ở đây. Có băng vệ sinh chuyên dụng không? Đều có. Kim. Cái đó min.n ai dùng cái chậu mới mua, rót cho em chút nước ấm. Được. Được. Cũng may Lâm Vân có thói quen uống nước nóng, trong ấm nước nóng có nước ấm, tất cả chăn đệm thảm lông nồi niêu xong chảo đều là mới mua, Kim Mẫn Na rót một chậu nước ấm, Lâm Vân rút vài cái khăn ướt bỏ vào trong nước ngâm một chút. Thật ra thay tả cũng không khó. Chúng ta cần dùng băng vệ sinh chuyên dụng đặt ở dưới người cục cưng, lại mở ra nước tiểu không ướt dùng khăn giấy chuyên dụng của cục cưng lau chùi hai lần tính cả nước tiểu bẩn không ướt cùng nhau lấy đi lại thay khăn ướt ấm áp lau chùi rửa sạch hai lần kiểm tra phía sau mông nhỏ có lưu lại hay không cuối cùng dùng khăn giấy nhẹ nhàng in khô vết nước tiểu thay nước tiểu mới không ướt lâm vân vừa bắt đầu vừa giải thích dường như tất cả đều quen thuộc luyện tập rất lâu mới có thành quả khi đền nước tiểu không ướt trước tiên nhẹ nhàng mở nó ra sau đó đem một đầu có dáng đặt ở phía sau mông nhỏ của em bé như thế này lật đầu trước lại lót tốt lại dáng tốt hai bên tinh tế thẳng hàng tránh cho bên hông bị rò rỉ hoàn thành lâm vân hạ bút thành văn hoàn thành toàn bộ quá trình thay nước tiểu không ước mà ân tỉnh cùng kim mẫn na bên cạnh đã sớm trợn mắt há hốc môn cái này vậy mà thuận lợi như vậy hoàn mỹ như vậy đổi thành công trên gương mặt xinh đẹp của hai nàng Tràn ngập khó có thể tin. Hai nàng liếc nhau, trong hai đôi mắt đẹp, đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, kinh vi thiên nhân. Mà trong đôi mắt đẹp của ân tĩnh, lại càng có thêm một cổ nhu tình hạnh phúc. Đinh Kiểm tra đo lường được ký chủ vị đại bảo hoàn thành thay đổi nước tiểu không ướt, đạt được khen thưởng. Trò chơi năng lực thao tác mười 16 điểm. Vậy mà thưởng cho năng lực trò chơi. Lâm Vân vừa mới thay nước tiểu không ướt ném vào thùng rác, nhị bảo bên cạnh khóc lên, lại là một mùi trứng thối truyền đến. Lâm Vân vội vàng thay nước tiểu cho nhị bảo. Đinh Kiểm tra đo lường được ký chủ vì nhị bảo hoàn thành thay đổi nước tiểu không ướt, đạt được khen thưởng. Năng lực trò chơi di chuyển đưa 16 điểm. Tiểu bảo không có kéo ba bốc mùi sao. Lâm Vân đang nghĩ, ai biết nói tào tháo tào tháo là tới. Tiểu bảo cũng đi theo ô qua một tiếng. Lại là một trận thao tác. Đinh. Kiểm tra đo lường được ký chủ vì tiểu bảo hoàn thành thay đổi nước tiểu không ướt, đạt được khen thưởng. Nấu canh năng lực tinh thông mát. Hô. Liên tục thay nước tiểu cho ba đứa bé, Lâm Vân tuy có kỹ năng mát nhưng vẫn mệt mỏi. Chăm sóc cục cưng mới sinh ra không bao lâu, không lưng, cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt đối là một công việc vất vả lao động. Kim Mẫn Na bên cạnh đã sớm nhìn đến trận mắt há hốc mồm, cái miệng nhỏ nhắn gợi cảm mở ra, giống như có thể nhét một quả trứng gà. Ân tĩnh dịu dàng nhìn Lâm Vân, tình nghĩa ái mộ lặng lẽ ra đời. Ô ô ô! Đại Bảo lúc này lại bắt đầu khóc. Đi theo nhị Bảo cùng Tiểu Bảo cũng nhao nhao gia nhập trong đó. Lúc này là thật đói bụng. Kim Mẫn Na kịp phản ứng, cười nói, ở bệnh viện chính là như vậy mỗi lần vừa kéo xong ba ba hôi liền muốn uống sữa em đi pha sữa tôi có một chút trước mặt lâm vân nói cho bú sữa ân tĩnh có chút ngượng ngùng chỉ có thể cho mỗi cục cưng uống một chút ta lãng tránh một chút ân tĩnh kỳ thật rất có nguyên liệu hẳn là vấn đề thông sữa lâm vân vừa nghĩ vừa nói vừa định xoay người chợt nghe thấy tiếng ùng ụt ùng ụt, ụt anh rể chị ân tĩnh đói bụng Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không không bốn, cây đu đủ dạ dày lợn canh gà, ấm áp một nhà năm. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Mẫn Na, anh đi mua thức ăn nấu cơm trước, em chiếu cố Ân Tĩnh và cục cưng một chút. Lâm Vân quay đầu nói một câu, sau đó xoay người đi ra ngoài. Được, tỷ phu Trước khi rời đi, Lâm Vân còn có thể nghe thấy giọng nói thẳng thắn của Kim Mẫn Na. Trước cửa tiểu khu chính là chợ rau. Cho nên không lâu sau, Lâm Vân liền hai tay sách hai túi đồ ăn lớn về đến nhà. Về đến nhà, Lâm Vân thấy ơ Ung Diên và Kim Minh Na vẫn đang bận rộn chăm sóc em bé. Vì thế Lâm Vân một mình đi vào phòng bếp, sau khi bỏ hết đồ ăn xuống, bắt đầu bận rộn. Vừa mới từ hệ thống nơi đó chiếm được nấu canh tinh thông kỹ năng, Hắn vừa vặn có thể nếm thử một chút chính mình cái này mới kỹ năng. Thơm quá. Không lâu sau, từ trong phòng bếp liền truyền ra mùi thơm làm cho thèm nhỏ dãi. Kim Mẫn Na theo mùi thơm, ông cục cưng nhìn không được đi tới cửa phòng bếp. Anh rể, anh làm món gì vậy? Sao lại thơm như vậy? Lâm Vân đang bận rộn quay đầu nhìn Kim Mẫn Na, thuận miệng nói. Mẫn Na, các cậu ở bên ngoài chờ một chút, cơm nước sẽ xong ngay. Nói xong, Lâm Vân tiếp tục bận rộn. Lần này nấu canh, Lâm Vân dùng là nồi đất, cho nên chỉ dùng 45 phút, một nồi hương thơm xong vào mũi liền mới ra lò. Ngoại trừ canh ra, trên bàn còn bày đầy một bàn thức ăn. Ân Tĩnh, mẫn na, uống canh trước đi. Bưng bát canh đặt lên bàn, Lâm Vân nói với hai cô gái. Cho dù cách xa như vậy, hai nàng đều có thể ngửi được từ trong nồi truyền ra mùi thơm. Đối với đồ ăn ngon, ai có thể từ chối chứ? Lâm Vân cầm lấy bát canh, đặt lên miệng thổi một cái, hạ nhiệt độ. Đợi đến khi không còn nhiều lắm, mới đưa tới trước mặt ân tĩnh. Uống khi còn nóng. Thấy động tác của Lâm Vân, sau khi nghe được lời nói của hắn, khuôn mặt ân tĩnh đỏ lên. Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Cốc cốc lỗ. Ân tĩnh còn muốn nói tiếng cảm ơn Lâm Vân, nhưng bụng của nàng lúc này không chịu thua kém kêu lên mau uống đi." Lâm Vân tiếp tục cười nói. Ân Tỉnh đỏ mặt, nhận lấy canh gà Lâm Vân đưa tới, lập tức mở cái miệng nhỏ nhắn uống. Sau khi canh vào miệng, khuôn mặt đỏ bừng của Ân Tỉnh trong nháy mắt biến mất, ngược lại trở nên kinh hỉ. Bởi vì chén canh này thật sự là uống quá ngon. Ân Tỉnh còn chưa từng uống qua canh gà mỹ vị như vậy. Chỉ trong chốc lát, Ân Tỉnh liền uống hết canh gà trước mắt. Mặc dù như thế, nàng vẫn cảm giác có chút ý còn chưa hết canh còn rất nhiều còn muốn uống không trong nháy mắt ân tĩnh ngẩng đầu liền thấy lâm vân lại bưng tới chén canh cười nói với nàng cảm ơn cảm ơn đối với sự hấp dẫn của mỹ thực ân tĩnh căn bản không thể cự tuyệt thuận miệng nói tiếng cảm ơn nàng lại liên tục uống xong hai chén canh cộng thêm lúc trước uống xong chén kia tổng cộng uống ba chén canh gà mina cô uống phần súp còn lại đi. Cho đến khi liên tục uống hết ba chén, lúc này ân tĩnh mới nhớ tới kim mẫn na bên cạnh. Canh này không chỉ có mỹ vị, còn bổ dưỡng, ta uống xong đều đổ mồ hôi. Trong lúc nói chuyện, ân tĩnh không khỏi giơ tay lên, lau mồ hôi trên trán. Sau khi nghe được lời nói của ơ ung diên, Kim Minna không nhịn được nhìn về phía canh gà bụng heo đu đủ trên bàn. Nói thật, chỉ ngửi thấy mùi thơm từ trong canh gà truyền ra, Khóe miệng của nàng liền không chịu thua kém chạy xuống đàn tân. Nhưng cho dù là như vậy, Kim Mẫn Na vẫn có vẻ hơi do dự. Bởi vì Kim Mẫn Na biết tác dụng của canh gà bụng heo đu đủ là thông sữa tăng bột. Ân tĩnh có ba đứa con, uống canh này đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng nàng là một hoàng hoa khuê nữ còn chưa xuất cát, cũng không tiện bổ sung phương diện kia. Chẳng qua, Kim Mẫn Na vẫn đánh giá thấp sức hấp dẫn của mỹ thực đối với mình hơi thở không ngừng truyền đến mùi thơm kia cuối cùng vẫn làm cho kim mẫn na nhìn không được cầm lấy chén muỗng uống chén canh đại bổ này thấy động tác của hai cô gái lâm vân vừa cười vừa nói các ngươi thừa dịp còn nóng uống ta còn mua thật nhiều đồ ăn tươi buổi tối còn có một món canh khác kim mẫn na lúc này không thèm nghe lời lâm vân uống từng ngụm canh gà không lâu sau phần còn lại bị cô uống một hơi cạn sạch thậm chí như vậy còn chưa tính Kim Mẫn Na thậm chí còn nhai hết xương gà ở đáy canh. Tỷ tỷ, tỷ phu nấu canh năng lực cũng quá mạnh đi, ta còn chưa từng có uống qua ngon như vậy canh. Sau khi uống hết canh trong nồi, Kim Mẫn Na nhìn không được tán thưởng từ tận đáy lòng. Ai nói không phải chứ? Ngoại trừ canh gà ra, những món khác, mùi vị cũng không tệ. Ân tỉnh trả lời một câu, sau đó nhìn không được nhìn về phía bóng dáng đã đi vào phòng bếp, rửa bát đũa. Giờ khắc này, trong lòng ân tĩnh cảm giác được tràn đầy hạnh phúc tục ngữ nói nằm nhân biết nấu ăn là đẹp trai nhất thật hy vọng sau này mỗi ngày đều có thể uống được canh hắn nấu nghĩ vậy trong miệng ân tĩnh nhịn không được nhẹ giọng nói nhỏ ngay khi ân tĩnh cảm khái hết thảy mẫn na lại cảm giác cả người một trận khô nóng trên trán của nàng giờ phút này lại càng là mồ hôi đầm đìa cũng không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không hay là hiệu quả của canh cô cảm giác chỗ mình có chút tăng lên. Tất cả những chuyện này phát sinh, làm cho nàng nhất thời xấu hổ lên, mặt đầy hà phi. Đinh Chúc mừng ký chủ hoàn thành chiếu cố bảo bảo mù mụ, mụ, đạt được khen thưởng. Thao tác 29 Chúc mừng ký chủ hoàn thành chiếu cố bảo bảo gì nhỏ, đạt được khen thưởng. Thể lực cường hóa đang dược. Chúc mừng ký chủ thu được tiền mặt hai vạn khen thưởng. Vừa lúc đó, trong đầu Lâm Vân vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Sau khi hệ thống kết thúc, điện thoại của Lâm Vân nhanh chóng vang lên tiếng nhắc nhở. Ngân hàng công thương. Lâm Vân tôn kính, số cuối tài khoản 5188 của ngài vào lúc 17 giờ 28 phút ngày 20 tháng X năm 20, thu nhập, chuyển khoản, 20.000 tệ, số dư hiện tại 82.222 tệ. Sau khi phòng bếp bận rộn xong, Lâm Vân mới trở về phòng khách. Lúc này Lâm Vân mới nghiêm túc quan sát ân tĩnh. Sau khi uống xong, ân tĩnh, hai gò má hồng nhuận, như mộng như ảo, một cái nhăn mày một nụ cười, càng lộ vẻ kiều diễm tuyệt luân. Mà Kim Mẫn Na bên cạnh, hít một hơi, kiều diễm ướt ác. Tôi có thể tắm không? Ân tĩnh cảm thấy trên lưng dính dính, liền hỏi. Từ, anh đi đi, em chăm sóc cục cưng. Lâm Vân gật đầu nói. Nghe được lời nói của ân tĩnh, Kim Mẫn Na vội vàng nói: Uống xong canh của tỷ phu, thật sự ra rất nhiều mồ hôi. Cho mình xin một bộ sưu tập. Yêu cầu một ít hoa tươi đánh giá phiếu. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 005 tiểu học đệ. Ngươi. Ngươi vậy mà thật sự cướp mất bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Sau khi hai cô gái vào phòng tắm, Lâm Vân một mình ở lại chăm sóc cục cưng. Nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm và tiếng cười đùa của hai cô gái, Lâm Vân không nhịn được mơ màng, nhưng anh lại đặt nhiều tâm tư vào cục cưng hơn. Ngoại trừ chăm sóc cục cưng, Lâm Vân còn nhân lúc này dọn dẹp phòng một chút. Sau khi hai cô gái đi ra, Lâm Vân đã dọn dẹp sạch sẽ hai phòng. Tỷ phu, vì báo đáp ngươi làm như vậy mỹ vị canh gà, Tối nay tỷ tỷ cùng ba cái bảo bảo liền do ta tới chiếu cố. Vừa mới đi ra, Kim Mẫn Na liền cười nói với Lâm Vân: "An, an, em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho chị, còn có các bảo bối." Phát hiện Lâm Vân còn do dự, Kim Mẫn Na lại nói thêm một câu. Sau khi Kim Mẫn Na nhiều lần cam đoan, Lâm Vân cuối cùng cũng gật đầu. Sau đó hắn đem sofa trong phòng dời đi, làm giường cho Kim Mẫn Na. Sau khi làm việc xong, lâm vân chúc hai cô gái ngủ ngon rồi mới về phòng mình ban đêm nghe tiếng động từ phòng bên cạnh truyền đến lâm vân trằn trọc khó ngủ vì vậy rời giường mở máy tính lên bước vào màn hình máy tính lâm vân nhanh chóng mở biểu tượng lol trên màn hình lúc còn ở skt lâm vân vẫn luôn chơi tài khoản siêu cấp của hàng phục nhưng sau khi hủy hợp đồng với skt siêu cấp hàng phục đã bị thu hồi cho nên lâm vân lên tài khoản trên đỉnh hẻm núi của mình tài khoản này là do Lâm Vân đăng ký trước đó, ID, thi đấu định vị cũng chỉ có một lần. Vừa vặn, thử một chút ta hiện tại thao tác, còn có lúc trước đạt được gia sô tinh thông mát. Cứ như vậy, một cái tên là ta là ngươi gia, ID tiến vào hẻm núi đỉnh, bắt đầu thủ tú. Liên tiếp đánh chín thanh, Lâm Vân cầm 8 thanh trung đan á tác, mỗi thanh chỉ dùng 10 phút, liền đánh nổ trung đan đối diện. Cho dù là ván á tác bị cấm kia, Lâm Vân cũng tiếp tục lấy ra phiên bản cường thế xà nữ trúng đơn, tiếp tục carry. Cứ như vậy, Lâm Vân thắng liên tiếp chín ván, cộng thêm thắng lợi đầu tiên, 10 trận thắng liên tiếp. 10 thắng liên tiếp. Gia sô so thơm quá. Ngay cả chọn 8 thanh á tác, sau khi đánh xuyên qua đối diện, hóa thân thành người đàn ông vui vẻ trên đỉnh hẻm núi Lâm Vân không nhìn được tán thưởng. Liên tục đánh chín cái xếp hạng, nhìn đồng hồ trên tường một chút, đã 4 giờ sáng một trận mệt mỏi tràn ngập trong lòng Lâm Vân. Vốn định nằm xuống ngủ, nhưng Lâm Vân nhớ tới phần thưởng của hệ thống lúc trước. Đang dược cường hóa khí lực. Thể lực cường hóa đang dược. Ăn vào sau có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Sau khi nhìn qua giới thiệu đan dược, Lâm Vân nhanh chóng mở miệng ngậm viên đan dược này vào miệng. Đan dược vừa vào miệng đã tan, Lâm Vân cảm thấy một dòng nước ấm chảy vào cổ họng dưới tác dụng của dòng nước ấm này, Lâm Vân trong nháy mắt cảm thấy mệt mỏi toàn bộ tiêu tán. Trong cơ thể bộc phát ra lực lượng mạnh mẽ. Lâm Vân vốn chỉ có một khối cơ bụng, giờ phút này đã biến thành bốn khối cơ bụng. Nếu lại đến mấy viên đang dược cường hóa như vậy, thỏa đáng tám khối cơ bụng. Sản khoái, thật sự là quá sản khoái. Lâm Vân cảm thấy cả người thoải mái, không nhịn được tán thưởng một câu. Sau đó hắn tiếp tục tiến vào hẻm núi đỉnh bắt đầu một vòng mới dết chóc lại liên tục đánh răng phát hiện trời đã sáng lâm vân mới tắt máy tính đi vào phòng bếp hắn rất nhanh liền làm xong bữa sáng chỉ chờ hai nữ rời giường len ken ngay sau khi lâm vân làm xong tiếng chuông cửa đột nhiên truyền đến sớm như vậy sẽ là ai đây vừa nghĩ như vậy lâm vân đi tới cửa cũng mở cửa lâm vân vừa mới mở cửa Lâm Vân đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, còn có chút tiếng trung không thuần thuộc. Nhiều hơn. Sau khi nhìn thấy người tới, trên mặt Lâm Vân cũng lộ ra kinh hỉ. Người tới không phải ai khác, chính là Scott được Lâm Vân xưng là Lý Đa Đa, đương nhiệm EGG. Scott và Lâm Vân giống nhau, lúc trước đều là người dự bị của at đều từng là người dự bị của Đại Ma Vương Phi Khoa. Nói cách khác, cả hai đều đã nhìn thấy máy lọc nước của SKT trong một thời gian. Hai người đồng bệnh tương liên tự nhiên thân thiết, càng là bạn tốt không có gì giấu nhau. Lâm Vân. Vâng. Tiểu tử ngươi không trượng nghĩa, về nước cũng không tới thăm ta. Bởi vì hai người lúc trước quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên Tiểu Học đệ ra vẻ oán giận nói. Đừng nói nữa, tôi đang bận. Qua hoa qua hoa, hoa, Lâm Vân vừa mới nói xong, từ trong phòng ngủ truyền đến tiếng trẻ con khóc nỉ non. Sau khi nghe được thanh âm, Tiểu Học đệ biểu tình ngẩn ra sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Thì ra truyền thuyết là thật, ngươi. Ngươi thật sự chặn hồ tương hách, để cho ân tỉnh sinh ba đứa con. Truyền thuyết. tiệc hồ tướng hách. Nghe được lời của em trai, vẻ mặt Lâm Vân đầy hắc tuyến. Đúng rồi. Đúng rồi, Lâm Vân, đây là quản lý e dê dê của chúng ta, Heimstar tiên sinh, ta bố. Tiểu học đệ đang nói chuyện, chỉ chỉ hai người phía sau. Lúc này Lâm Vân mới nhìn thấy hai người đàn ông đứng sau em trai. Hai người này, một người là quản lý EJJ nổi tiếng A Bố, người kia là giám đốc tuyển thủ số 001 của LPL. Xin chào. Chào mọi người. Trong lúc nói chuyện, Lâm Vân bắt tay từng người một. Sau khi hàng huyên xong, Lâm Vân đón ba người vào nhà, mời họ cùng ăn sáng. Chúng ta đã ăn sáng rồi nên không ăn nữa. Lâm Vân, cậu có biết mục đích lần này của chúng ta không trong lúc nói chuyện a bố và xưởng trưởng nghiêm túc nhìn lâm vân ý đồ đến đây của các ngươi lâm vân nhìn thoáng qua a bố và xưởng trưởng sau đó lại nhìn về phía cậu em đang gật đầu sau khi nhìn thấy động tác của đa đa lâm vân đã hiểu ý của họ quản lý của sg còn có tuyển thủ số lpl không không một tự mình đến nhà bái phỏng không thể nào chỉ đơn thuần đến thăm lâm vân một nhân vật nhỏ chưa được truyền miệng. Cho nên nói, mục đích của bọn họ chỉ có một. Đúng vậy, Lâm Vân. Chúng tôi chính thức mời bạn tham gia EGG ngay bây giờ. Trở thành EGG đội viên, cùng chúng ta chinh chiến LPL, chinh chiến thế giới thi đấu đi. Trong nháy mắt nói chuyện, giọng nói của A Bố trở nên cao vút. Gia nhập EGG. Chinh chiến LPL. Chinh chiến thế giới thi đấu nhìn ba người đang nhìn mình với ánh mắt chờ mong, trong đầu Lâm Vân Lâm vào trầm tư. PS. Hoa, wow, một đóa hoa tươi đều không có, một tấm đánh giá phiếu đều không có, ta tầm tính băng, các vị tin tưởng ta, quyển này ta rất dùng tâm viết. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Tăng thêm quy tắc. Điên cuồng tăng thêm bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thêm quy tắc. Ngày đầu nếu như có 300 hoa tươi thêm càng một chương ngàn chữ. Nếu như có 100 phiếu đánh giá thêm càng một chương ngàn chữ. Nếu như có ba cái khen thưởng tăng thêm. Khen thưởng không dám yêu cầu xa vời, chỉ là tự tiêu khiển tự vui, vé tháng 10 cái tăng thêm một chương ngàn chữ. Nhanh lên. Để cho bạo phát tới càng mãnh liệt một chút đi. Tôi muốn thêm tôi sẽ nổ tung. Ta muốn mỗi ngày 10 canh. Thêm quy tắc. Ngày đầu nếu như có 300 hoa tươi thêm càng một chương 2.000 chữ. Nếu như có 100 phiếu đánh giá thêm càng một chương 2.000 chữ. Nếu như có ba cái khen thưởng tăng thêm. Khen thưởng không dám yêu cầu xa vời, chỉ là tự tiêu khiển tự vui, vẽ tháng 10 cái tăng thêm một chương 2.000 chữ. Nhanh lên! Để cho bạo phát tới càng mãnh liệt một chút đi. Tôi muốn thêm. Tôi sẽ nổ tung. Ta muốn mỗi ngày 10 canh. Thanh minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 006 ân tĩnh. Không cần hướng sửa bột. Ta cảm giác. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã qua kỳ chuyển nhượng rồi. Tôi còn có thể gia nhập EGG một lát sau lâm vân không nhịn được mở miệng hỏi ba người lúc này mới hiểu được lâm vân trầm tư nguyên lai like là đang suy nghĩ chuyện này chỉ có tuyển thủ chuyên nghiệp mới có quy định về kỳ chuyển nhượng người tự do không có quy định về kỳ chuyển nhượng xưởng trưởng giải thích dưới sự giải thích của xưởng trưởng lâm vân mới hiểu được chắc là thế giới song song này có chút bất đồng người tự do bất cứ lúc nào cũng có thể gia nhập một câu lạc bộ nói thật Lâm Vân đương nhiên muốn tiếp tục đánh nghề. Dù sao đánh nghề nghiệp là giấc mộng cho tới nay của hắn. Nhưng hắn nghĩ lại. Mình đã khác trước rồi, bây giờ hắn không chỉ có một mình, trong nhà có ân tĩnh và ba đứa bé phải chăm sóc. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền lắc đầu. Hiện tại tôi không có thời gian đi tập thử, cũng không có nhiều thời gian thi đấu. Tôi phải chăm sóc người nhà. Nghe Lâm Vân nói vậy, sưởng trưởng và A Bố sửng sốt hai người không ngờ Lâm Vân lại cự tuyệt. Ngay cả tiểu đệ bên cạnh cũng không dám tin nhìn Lâm Vân. Lâm Vân, cậu. Không phải cậu vẫn luôn nói với tôi, đánh nghề là ước mơ từ nhỏ của cậu, giành quán quân là mục tiêu mà cậu vĩnh viễn theo đuổi sao? Lâm Vân nhìn thoáng qua có chút kích động, không giải thích nhiều với hắn. Kỳ thật chúng ta hôm nay tới đây, cũng không có yêu cầu ngươi lập tức thi đấu ý tứ, trước lẫn nhau nhận thức thoáng một phát hoặc là đi chúng ta câu lạc bộ thể nghiệm thoáng một phát nếu như ngươi cảm thấy thích hợp lại ký hợp đồng cũng không muộn sau khi ý thức được khó xử của lâm vân a à bố làm quản lý chiến đội lập tức đổi giọng sau khi nghe a à bố nói lâm vân có chút hiểu ra sở dĩ ba người huy động quân đến tìm mình nhất định là vì thân phận dự bị của lâm vân cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt tiên hạ thủ vi cường ép giành ký hợp đồng với lâm vân trước coi như nhân tài dự trữ cho dù chờ mùa giải sau lên sân khấu thi đấu, cũng không sao. Dù sao Ezreal không đến, Lâm Vân nếu là bị câu lạc bộ khác ký đi, sẽ xưng là đối thủ cạnh tranh. Sau này cũng chỉ có thể gặp lại trên sân thi đấu. Nói cách khác, hôm nay cho dù A Bố và xưởng trưởng bọn họ không đến. Không bao lâu nữa, các chiến đội khác của LPL cũng sẽ phái người tới mời Lâm Vân gia nhập. Lâm Vân, trước khi trở lại, huấn luyện viên và quản lý đã nói với tôi, cậu có thể ký hợp đồng với chúng tôi mùa giải sau sẽ tập luyện thi đấu như vậy cũng được vì một mình anh chiến đội chúng tôi lần này đã mở cửa sau trong lúc lâm vân do dự em trai lại lên tiếng nghe được lời của em trai lâm vân càng động tâm bây giờ ký hợp đồng mùa giải sau lại huấn luyện thi đấu điều này thật sự cho lâm vân mặt mũi thậm chí còn mở đường cho đấu trường chuyên nghiệp tôi sẽ suy nghĩ thêm một chút lát nữa sẽ cho các anh câu trả lời. Sau khi suy nghĩ nhiều lần, Lâm Vân vẫn không hạ quyết tâm, nói với ba người. Cũng may ba người không có ý ép Lâm Vân ký hợp đồng, hàng huyên vài câu, ba người liền cáo từ rời đi. Chờ sau khi ba người rời đi, cửa phòng ngủ mở ra. Eun.jin và Kim Minh.na bước ra. Lâm Vân, nếu anh muốn làm chuyện gì thì cứ mạnh dạn làm đi, không cần lo lắng cho em và bọn trẻ vừa đi ra, ân tĩnh lập tức nghiêm túc nói với lâm vân kim mẫn na bên cạnh cũng lập tức mở miệng đúng vậy tỷ phu ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt tỷ tỷ cùng các bảo bảo nam nhân nhất định phải lấy sự nghiệp làm trọng rất rõ ràng hai nàng kỳ thật cũng đã sớm tỉnh cũng nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa lâm vân và a bố vì sợ quấy rầy lâm vân các ngươi ủng hộ ta đi thi đấu nghe hai cô gái nói vậy lâm vân nghi hoặc nhìn họ đương nhiên ủng hộ a à, nếu đánh nghề nghiệp là ngươi tự nhỏ mộng tưởng vậy ngươi liền dũng cảm đi làm ta cũng không muốn trở thành con ghẻ của ngươi ân tĩnh cười dịu dàng nói trong mắt nàng đều là lâm vân đôi mắt đẹp động lòng người ẩn tình đưa tình tỷ phu ngươi cứ yên tâm đi có ta ở nhà giúp ngươi chiếu cố tỷ tỷ ngươi còn có cái gì lo lắng kim mẫn na cũng cảm khái tình cảm của lâm vân có chút chất phát nghe được hai nàng đều ủng hộ mình như vậy trên mặt lâm vân lập tức lộ ra nụ cười tục ngữ nói rất đúng phía sau một người đàn ông thành công thường thường có một người phụ nữ lặng lẽ ủng hộ anh ta mà bây giờ phía sau lâm vân có hai người phụ nữ khụ khụ đang ủng hộ chính mình ô hoa ô ô đúng lúc đó từ trong phòng truyền đến tiếng khóc của cục cưng ba người vội vàng tiến vào phòng vừa kiểm tra ba người rất nhanh phát hiện là các cục cưng kéo ba. Anh rể, anh yên tâm, chúng em đã học được cách thay nước tiểu không ướt rồi. Kim Mẫn Na cười yếu ớt nói, tối hôm qua tôi độc lập hoàn thành rồi. Đúng vậy. Ta cũng học được. Ân tỉnh gật gật đầu, cô nhìn Lâm Vân trong mắt, nhu tình như nước, cũng không biết tại sao, ở bệnh viện nhiều ngày như vậy không học được, tối hôm qua nhìn anh thay đổi một lần liền học được, thật sự là thần kỳ. Đương nhiên là tỷ phu dạy tốt rồi kim mẫn na chế nhạo chị ân tĩnh chị nằm trên giường nghỉ ngơi đi để em đổi ân tĩnh còn cần nằm trên giường nghỉ ngơi thỉnh thoảng xuống dưới đi vài bước lâm vân nhìn kim mẫn na cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thay nước tiểu không ướt nhưng cũng phi thường thành công hắn cũng ôm lấy tiểu bảo bắt đầu thay nước tiểu không ướt đinh kiểm tra đo lường được ký chủ vì bảo bảo thay nước tiểu không ướt khen thưởng vơ rút tinh thông mát sau khi giúp cục cưng thay nước tiểu trong đầu lâm vân lại vang lên tiếng nhắc nhở tính cả á tác tinh thông lúc trước lâm vân hiện tại đã có hai anh hùng tinh thông thông qua răng tối qua lâm vân biết được điểm đáng sợ của loại năng lực tinh thông anh hùng này sau khi có được á tác tinh thông lâm vân có thể nói là trở thành anh phong nam tuyệt kỷ quét ngang đỉnh hẻm núi hiện giờ lại có thêm một duy lỗ tư tinh thông cũng có nghĩa là lâm vân lại có thêm một tuyệt chiêu vừa thay xong nước tiểu không ướt ba đứa bé lại đói bụng tôi đi pha sữa bột lâm vân vừa định đi pha sữa bột bị ân tỉnh gọi lại không cần pha sữa bột em cảm thấy có thể cho ba đứa bé ăn no lâm vân lúc này mới nhìn kỹ không nghĩ tới ân tỉnh tối hôm qua uống xong một đêm thế nhưng thần kỳ trướng lớn một chút anh rể chị ân tỉnh tối hôm qua đã thông sữa rồi hì hì dung lượng của chị ân tỉnh vốn đã lớn lúc trước chỉ là không thông, uống canh tối hôm qua anh rễ nấu, liền thông rồi. Kim Mẫn Na cười giải thích. Ân tỉnh xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Len Ken. Ngay khi Lâm Vân đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông cửa lại vang lên. P, S, không ai xem à, làm một ít hoa đánh giá phiếu được không? Linh đảng thật sự quá thảm rồi. Ta thề, ngày càng thỏa đáng hơn hai vạn. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 007 ta bố 3 lần đến mời Heo tạp đại chiến 60E Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nghe tiếng chuông cửa, Lâm Vân lập tức đi tới cửa, mở cửa Lâm Vân Sau khi mở cửa, Lâm Vân mới nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc Người đã đi và trở lại này chính là học sinh trung học của EJJ, Scout. Mà bên cạnh hắn vẫn là A bố và Sưởng trưởng. Các ngươi làm sao lại trở về? Lâm Vân có chút nghi hoặc nhìn ba người trước mặt, không rõ bọn họ đang hát vở kịch nào. Nghĩ đến cũng đã đến rồi, không bằng nói chuyện với em một chút. A bố cười che giấu nói. Kỳ thật ba người biết được những chiến đội khác đều đang hỏi thăm tin tức của Lâm Vân, sợ bị người khác chặn hồ lúc này mới quay lại kỳ thật lâm vân cũng có thể đoán được một hai chỉ bất quá không có điểm trách trong lúc nói chuyện lâm vân muốn mời ba người vào nhà ngồi một chút nhưng ba người rất nhanh liền thấy được ân tĩnh kim mẫn na còn có ba bảo bảo trong phòng thật có lỗi thật sự là thật có lỗi quấy rầy đến các ngươi nhìn thấy cảnh này quản lý a bố vội vàng xin lỗi chúng ta đi trước sẽ không quấy rầy các ngươi nữa sau khi nói xong ba người ngay cả cửa phòng cũng không bước thêm một bước liền xoay người cáo từ rời đi anh rể anh ở trong nước thiên triều thơm quá nhiều câu lạc bộ như vậy đều muốn đào anh sau khi ba người rời đi kim mẫn na tiến đến trước mặt lâm vân mở to mắt cười trêu ghẹo đừng ba hoa lâm vân tức giận trừng mắt nhìn nàng lại qua một giờ tiếng chuông cửa lại vang lên sau khi lâm vân mở cửa phát hiện ba người này đang đứng ở cửa. Em trai tiểu học, xưởng trưởng, còn có quản lý A bố. Một buổi sáng, bọn họ đã tới cửa ba lần. Lâm Vân, lúc trước tới vội vàng, không mang theo thứ gì, lần này mua hoa quả và đồ chơi, hy vọng cậu không ghét bỏ. Trong lúc nói chuyện, ba người dơ ba túi đồ lớn mang theo trong tay. Điều này sao có thể không biết xấu hổ chứ? Hành động này của ba người khiến nội tâm Lâm Vân cảm động cảm động vô cùng lâm vân đón ba người vào cửa bảo họ đặt đồ xuống sau đó ngồi xuống bàn kim mẫn na cũng vô cùng hiểu chuyện pha trà cho ba người lâm vân ông chủ của chúng tôi vừa nói với tôi chỉ cần cô đồng ý ký hợp đồng với chúng tôi tiền lương sau này chính là số này trong lúc nói chuyện a à, bố giơ hai ngón tay với lâm vân lương một năm hai triệu tiền lương của sg đã gấp mấy lần so với lúc lâm vân còn ở skt cái này còn chưa tính, à bố lại nói. "Mặt khác, chúng ta còn có thể ký hợp đồng phát sóng trực tiếp với ngươi, cho ngươi có thêm một khoản thu nhập." "Đương nhiên, hợp đồng phát sóng trực tiếp phải xem hiệu quả phát sóng trực tiếp của ngươi." Nói trắng ra là lưu lượng có thể lưu lại hay không, đến lúc đó tiền lương phát sóng trực tiếp là nhiều hay ít, đều phải xem bản lĩnh của Lâm Vân. Nói xong, không chỉ Lâm Vân, ngay cả Ân Tĩnh và Kim Mẫn Na cũng động tâm không thôi mặc dù Lâm Vân có hệ thống để kiếm tiền, nhưng hành động này của EGG quả thật có thành ý. Bởi vì đây không chỉ là ở LPL, cho dù là toàn bộ esports vòng, đều khai sáng tiên phong. Đương nhiên, sở dĩ S đưa ra lợi thế như vậy, ngoại trừ coi trọng thực lực của Lâm Vân, còn có lưu lượng mà hắn tự mang theo. Trong lòng Lâm Vân cũng hiểu rõ. Xưa có lưu bị tam cố mau lưu thỉnh gia các lượng. Hôm nay SG3 lần đến nhà mời Lâm Vân. Cho dù là Lâm Vân, đối mặt với tình huống như vậy cũng không thể cự tuyệt. Cuối cùng Lâm Vân vẫn đáp ứng. Cứ như vậy, Lâm Vân đi theo ba người tới câu lạc bộ của EGG. Trong câu lạc bộ, Lâm Vân còn gặp được các đội viên muốn cùng hắn chinh chiến xa trường. Hắn chính là Lâm Vân trong truyền thuyết Tiệt Hồ Phi Khoa khiến Ân Tỉnh mang thai Tam Bảo sao? Sau khi chào hỏi Lâm Vân, Điền Giả Mây Cô cảm khái nói: "Trâu bò à, mẫu mực của chúng ta." Mouse nghe vậy không khỏi giơ ngón tay cái lên với bóng lưng Lâm Vân. Tên Lâm Vân này giống Dadaka, đều từng làm dự bị cho Phi Khoa, vậy thực lực của hắn nhất định cũng rất mạnh. E-boy tiểu chiêu vừa mới từ thanh huấn chuyển lên thì có chút đơn thuần nói. Tại căn cứ EJJ, Lâm Vân nhanh chóng ký kết hiệp nghị với đối phương. Cùng lúc đó, S đã lên trang web chính thức của mình tuyên bố chuyện này. Cựu dự bị SKT Trung Đăng Lâm Vân, ID Liniun từ hôm nay trở đi chính thức gia nhập chiến đội EJJ. Hoan nghênh tuyển thủ Lâm Vân. Nguyên bản, trên Internet cũng bởi vì sự kiện ân tỉnh Tam Bảo, ồn ào huyên náo. Tin tức này lộ ra, lưu lượng càng là thẳng đến đỉnh cao. Ad trong nháy mắt bởi vì ký hợp đồng với Lâm Vân lên đỉnh tìm kiếm. Ta biết ngay, biết ngay, luận cướp người, còn phải xem ngự tam gia ta. Quá nhanh. Lúc này mới vài ngày, gà đất đã cướp được người rồi. Tục ngữ nói rất đúng, chỉ có cướp người mạnh đến sớm, thực lực mới có thể theo kịp. Lâm Vân, kẻ thù cả đời của Đại Ma Vương. Nhưng mà cái này còn chưa tính là xong, vẹn vẹn qua mấy giờ, lại có người trong giới tiết lộ. E dê dê vì muốn ký hợp đồng với Lâm Vân, thậm chí còn không tiếc ba lần mời Lâm Vân ra. Sau khi tin tức này xuất hiện, trên Internet lại càng nhấc lên một mảnh sóng nhiệt. Tiêu đề của các diễn đàn lớn, V, V. Hiện giờ toàn bộ đều là tin tức EJJ mời Lâm Vân. Khiếp sợ. Lâm Vân thầm mến nữ thần của tiệc hồ Đại Ma Vương, bị EJJ ký tên. EJJ ba lần cố mau lưu mới mời đến thần bí SKT dự bị trúng đơn, cái kia lưng đâm Đại Ma Vương nam nhân. Cây cái nam nhân không chỉ có đoạn hồ Đại Ma Vương, càng làm cho hàng phục khắp nơi ai hồng, còn làm cho EJJ lâm vào tam cố mau lưu. Trong lúc nhất thời, EJJ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Đương nhiên, cũng có người cảm thấy thao tác này của e rất thỏa đáng. Vì muốn chiếm được lưu lượng. Với sự lên men trên mạng, tuần thứ 15 của LPL thường xuyên đã đến. Trận đấu hôm nay được tổ chức bởi EJJ vs Lợn đại chiến 60E. Thân là giám đốc của đội viên cũ, lại càng là ông chủ cũ mới gặp mặt cộng thêm tin tức EJJ ký hợp đồng với Lâm Vân, độ chú ý của trận đấu tăng vọt. Trực tiếp trở thành trận đấu có nhiệt độ cao nhất liên minh. PS Sáng sớm đổi mới, cầu hoa tươi đánh giá phiếu. Số liệu thật sự là quá thảm. Chỉ có cập nhật nhiều, bùng nổ nhiều, mới có thể khiến mọi người bỏ phiếu ủng hộ sao. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. 008, toàn bộ mạng tiêu điểm chi chiến, s 7 uy Như trời. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Mà đồ, trung tâm biểu diễn Hồng Kiều Thiên Địa. Biển người tấp nập, ngồi không vắng mặt. Rất nhiều khán giả trong tay cầm e dê hoặc là uy chiến đội tiếp viện bài, ngồi ở trên ghế. Hôm nay là ngày trư tạp đại chiến 60E, là đại chiến của hai đội ngũ trong nữ tam gia. Vốn, độ chú ý của vòng đấu thường quy mùa hè sẽ không cao như vậy. Nhưng bởi vì quan hệ giữa EJJ và Lâm Vân, cho nên độ chú ý của trận đấu này vô cùng cao. Dù sao ai cũng muốn nhìn xem, cái này có thể đoạn hồ đại ma vương, khiến cho hàng phục gió tanh mưa máu nam nhân, chân nhân đến tột cùng trông như thế nào. Giải thích lần này theo thứ tự là Búp B, Miller Mà đồ khán giả thật sự là quá nhiệt tình không nghĩ tới vòng đấu thường quy đều có như vậy đãi ngộ. Vừa ngồi xuống trước đài, Mễ Lạc đã không kiềm chế được cảm xúc trong lòng, lớn tiếng tán thưởng. Dù sao hôm nay cũng là cuộc tranh giành vị trí đầu bảng A, tin rằng tất cả mọi người đã đợi rất lâu rồi. Búp B nhìn cảnh tượng biển người tấp nập cũng có cảm xúc mà phát ra. B5 không năm giá trị thông số cơ giờ, cài hai khi các bình luận viên tâm sự, đội viên hai bên đã tiến vào hội trường, cũng đi vào phòng nghỉ. Lúc này, ống kính truyền hình trực tiếp, nhất nhất cho đội viên hai bên hình ảnh. Khi ống kính đến trước một tuyển thủ của S, lại đột nhiên dừng lại. Hả? Vì tuyển thủ này hẳn là tuyển thủ mới ký hợp đồng với EGG, Lâm Vân ở đơn vị trung bình, người khiến đại ma vương. Khu 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 mễ lạc một bên giải thích, một bên nhanh chóng ngừng lời muốn nói tiếp. Dù sao phía chính phủ giải thích, có mấy lời là không thể nói được. Sau khi nhìn thấy người xuất hiện trong hình ảnh, vô luận là người xem trong hội trường hay là người xem trước khi phát sóng trực tiếp, đều hoàn toàn nổ tung. Hắn chính là Lâm Vân sao? Tiệt hồ ma vương, dương quốc uy của ta, mẫu mực của chúng ta. Lâm Vân, quả nhiên đẹp trai, ít nhất cũng bằng một nửa của ta. Đúng là nhan sắc của tuyển thủ LPL. Một số khán giả nữ sau khi nhìn thấy Lâm Vân lại càng có vẻ háo sắc. Đẹp trai quá lâm vân này còn đẹp trai hơn cả những ngôi sao trên tv yêu yêu nếu để lâm vân đóng phim thần tượng nhất định sẽ nổi tiếng trong lúc khán giả nghị luận hiện trường cũng công bố đội viên hai bên ra sân đáng tiếc là lâm vân không phải là người đầu tiên được mọi người chú ý bất quá đây cũng là chuyện mà tất cả mọi người đều lường trước dù sao lâm vân vừa mới ký hợp đồng với s thậm chí ngay cả thi đấu huấn luyện cũng chưa từng đánh qua hiện tại hắn trên cơ bản là không có cơ hội lên sân khấu. Trận đấu đầu tiên, rất nhanh đã bắt đầu trong tiếng cổ vũ của khán giả. Với tư cách là đội viên dự bị của S, Lâm Vân cùng tổ huấn luyện, cùng với những người dự bị khác, ở phía sau sân khấu thông qua màn hình quan sát trận đấu này. Nguyên bản trận đấu này còn thập phần dặn co, song phương đánh có tới có lui. Thế nhưng ai cũng thật không ngờ, một cuộc tranh tài, quy đánh giả khang đế, thậm chí ngay cả đoạt hai con rồng nhỏ hai con rồng nhỏ này đoạt được năm vị tuyển thủ của ép tâm tình đã có chút sụp đổ theo một đợt chỉ huy Ezzy chuẩn bị phấn đấu đánh một trận cứng rắn đánh một đợt đại long ngay tại Ezzy mọi người đã cảm thấy này đầu đại long có thời điểm đại long trên người bỗng nhiên sáng lên một cái điểm sáng thiên âm ba tăng mù của khang đế lập tức tiến vào lập tức trừng phạt tiêu sái thu lấy đại long còn thừa ba trăm máu Hoa. Khang Đế, Khang Đế, uy uy, sóng này đoạt đại long thao tác qua đi, hiện trường uy phan vô cùng kích động, không ngừng hô hào Long Chi Tử Khang Đế, không ngừng vì uy cố gắng lên. Không chỉ có fan của SE, ngay cả tuyển thủ trên sân khấu cũng mỉm cười. Huynh đệ, liên tục cướp ba con rồng, sóng này thao tác tốt a? Trung đang hề dạ vừa cười vừa nói. Quả nhiên không hổ là con trai của rồng, đùi của chúng ta. Lộ 957 cũng vui vẻ nói. Anh vợ AJC và Ben phụ trợ, trong lòng cũng giơ ngón tay cái lên với Khang Đế. Cơ thao, đây chỉ là cơ thao thôi, các huynh đệ, bắt bọn họ. Bắt. Khang Đế liên tục đoạt ba con rồng, lúc này vẻ mặt tự hào. Thân là Long chi tử hắn, vẹn vẹn một cuộc tranh tài, liền đoạt được ba con rồng, vẹn vẹn cuộc tranh tài này, liền hoàn toàn có thể lấy ra thổi cả đời. Tại Đại Long BUFF gia trì hạ, uy năm người nhất thời hát vang tiếng mạnh, căn bản không cách nào ngăn cản. Trái lại EJJ bên này bị liên tiếp đoạt xuống ba con rồng, cho dù là tâm tính tốt hơn nữa, đều sẽ triệt để nứt ra. Đối mặt uy khí thế hung hăng đẩy mạnh, EJJ năm người thậm chí ngay cả ngăn cản dũng khí đều không có, nhào nhào trốn ở trong nước suối. Chúc mừng chúng ta thắng trận đấu đầu tiên. Theo căn cứ nổ tung búp bê giải thích cũng tuyên bố trận đấu này kết thúc. Quy, quy, hiện trường, fan của SE không ngừng cao giọng hoang hô. Về phần fan của EJJ, thì có chút ảm đạm ngồi ở chỗ đó. Một ít fan đã tức giận đến sớm rời đi. Một trận đấu bị cướp liền ba con rồng. Xấu hổ. Đây hoàn toàn là sỉ nhục trắng trận. Sau khi trận đấu đầu tiên kết thúc, năm người EJJ trở lại phòng nghỉ. Trong quá trình này, năm người không ai nói một câu. Rất rõ ràng, tâm tình của bọn họ hoàn toàn sụp đổ. Các cậu đánh cái gì nữa? Ngay cả Uy cũng không thắng được, còn nói gì đến thi đấu thế giới? Trong phòng nghỉ, huấn luyện viên trưởng của EJJ không ngừng gầm gừ với các thành viên trong đội. Vì sao không phóng to, đối diện đánh giả tới cướp trồng thời điểm, ngươi vì sao không phóng to? Cuối cùng, huấn luyện viên trưởng càng chỉ mũi nhọn vào xưởng trưởng vô luận là xưởng trưởng hay là những đội viên khác của S, giờ phút này đều mặt xám mày tro, một câu cũng không nói nên lời. Tôi đi vệ sinh. Qua một lúc lâu, em trai tiểu học tâm tình sa sút yên lặng nói một câu, sau đó liền đi về phía nhà vệ sinh. Tiểu học để đi ra ngoài cũng không lâu lắm, từ phòng vệ sinh bên kia, rất nhanh liền truyền đến một trận vật nặng rơi xuống đất thanh âm, cũng xen lẫn một tiếng kêu thảm thiết. Không tốt. Sau khi nghe được âm thanh, mọi người trong phòng nghỉ vội vàng chạy ra ngoài đi tới trước nhà vệ sinh lúc này bọn họ mới phát hiện tiểu học đệ giờ phút này nằm trên mặt đất ôm một cánh tay đang thống khổ kêu trên đa đa em không sao chứ nhìn thấy cảnh này tất cả mọi người có chút khẩn trương nhìn scout sau đó nhân viên y tế gọi tới tay phải người bị thương bị gãy nát phải lập tức đưa đến bệnh viện sau khi băng bó một phen nhân viên y tế lập tức nói với mọi người đưa đưa đến bệnh viện vậy trận đấu tiếp theo làm sao bây giờ sau khi nghe nhân viên y tế nói a bố khẩn trương hỏi tình huống hiện tại của bệnh nhân ngay cả tự lo liệu cuộc sống cũng là một vấn đề còn so cái gì thi đấu nhân viên y tế tức giận trừng a bố một cái sau đó ra hiệu cho nhân viên công tác đưa em trai đến bệnh viện làm sao bây giờ làm sao bây giờ không có lý đa đa trận đấu tiếp theo của chúng ta làm sao bây giờ tình huống bất ngờ khiến tất cả các thành viên của eeee hoảng sợ trận đấu đầu tiên bị cướp liền ba con rồng đối với bọn họ mà nói cũng đã là một đả kích cực lớn hơn nữa hiện giờ chủ lực trung đơn scout hiện giờ lại không thể ra sân thi đấu điều này đối với bọn họ mà nói quả thực là tin dữ liên tục ôi chao a à, bố thở dài lúc này đưa mắt nhìn về phía lâm vân lâm vân trận đấu tiếp theo cậu lên đi ta ta lên lúc này lâm vân còn đang lo lắng về vết thương của em trai sau khi nghe a à bố nói nhất thời không kịp phản ứng đúng chỉ có thể ngươi lên sân nhiều hơn thương thế ngươi cũng biết hắn là không có khả năng lại lên sân thi đấu cho nên tiếp theo trận đấu chỉ có thể ngươi lên có thể không sau khi nói xong a à bố nhìn lâm vân chờ đợi câu trả lời của hắn. Mặc dù trước đó đã nói trước, nếu Lâm Vân gia nhập Ezere, anh có quyền lựa chọn không thi đấu bất kỳ trận đấu huấn luyện nào, không thi đấu bất kỳ trận đấu nào trong vòng một năm. Nhưng nếu Lâm Vân nguyện ý, vẫn có thể ra sân thi đấu. Đúng rồi, Lâm Vân, bây giờ chỉ có thể dựa vào anh. A à Quang, Sưởng trưởng, Tiểu Chiêu, Điền Giả đều nhìn Lâm Vân với ánh mắt mong mỏi. Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, Lâm Vân gật đầu vậy để ta thay thế đa đa, hoàn thành trận đấu tiếp theo đi. Chương 2 Cho một ít hoa tươi được không? Thật đáng thương. Tiểu tác giả quân đến bây giờ vẫn chưa nhận được hoa. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Không không tật phong kiếm hào đánh chết trăng sáng nữ thần. Đơn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Miller Chúng tôi nhận được tin tức mới nhất, tuyển thủ duy nhất của EJJ Scout bị thương đã được đưa đến bệnh viện, trận đấu tiếp theo, do Linium lên sân. Trước đài bình luận, Miller nói với microphone. Cái gì? Tiểu học đệ bị thương đưa đến bệnh viện. Trận đấu tiếp theo Lâm Vân lên sân khấu. Sau khi nghe được tin tức này, vô luận là fan của SE hay là fan của S đều nổ tung dù sao trận đấu này chính là liên quan đến đội ngũ nào có thể lấy được vị trí đầu bảng a làm chủ lực của s tiểu học đệ sau có thể không lên sân khấu chứ lâm vân lúc trước mặc dù là dự bị phi khoa nhưng hắn chưa từng thi đấu chính thức đúng vậy a à, đây quả thực chính là khôi hài tiểu đệ vừa mới còn khỏe mạnh làm sao có thể vô duyên vô cớ bị thương âm mưu đây nhất định là âm mưu ejj nhất định là vì nhiệt độ mới khiến lâm vân nổi giận vì lưu lượng mà ngay cả mặt mũi cũng không cần tiểu học đệ lên sân khấu cũng đánh không lại chúng ta chớ nói chi là xếp một người mới không có kinh nghiệm thi đấu trận đấu này chúng ta thắng chắc rồi khán giả nghị luận sôi nổi fan của se sau khi nghe được tin tức này tất cả đều cao hứng không thôi cảm thấy trận đấu này đã không hề trì hoãn trong tiếng chất vấn của khán giả tuyển thủ hai bên lại lên sân khấu chẳng qua khác với lúc trước Bên ép thiếu bóng dáng của em trai mà có thêm một người mới. Lâm Vân Theo dõi đồng đội và ngồi trước máy tính. Lâm Vân không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. 957, Khang Đế, Hề Dạ, Anh Vợ Một năm này chính là bọn họ đỉnh cao nhất thời kỳ, trên sân khấu bọn họ, thần thái phi dương, hăng hái. Giờ phút này, khán giả còn đang nghi ngờ thao tác này của ép nghi ngờ Lâm Vân là người mới thay thế em trai Tiểu Học lên sân khấu. Ba bình luận viên vội vàng an ủi, giảng hòa cho Lâm Vân. Trận đấu nhanh chóng bắt đầu. Ezer thu một ván, có quyền ưu tiên bên cạnh, chọn bên xanh. Đi lên một tay liền ấn xuống khang đế thượng đem đoạt Long Mù tăng. Về phần bên uy, không biết Lâm Vân am hiểu cái gì, bàn quản lý đều đưa cho xưởng trưởng. Hai bên trải qua một phen minh tranh ám đấu bp đánh cờ. Xác định đội hình. EJJ Blue Square. Upper Single G, biết Theo Aiboa Uman, dòng Single Yasuo, AJC Virus, đã bú phụ. Bên màu đỏ. Thượng Đăng Hoàng Tử, đã giả tử thùng, Trung Đăng Kiểu Nguyệt, AJC Hàng Băng, phụ trợ lạc. Đội hình này vừa ra, khán giả tại hiện trường lại một lần nữa sôi trào lên. Sáng Nguyệt đêm nay, đây chính là tuyệt kỹ ca. Còn Hoàng Tử 957, trong cuộc thi xuyên lục địa năm nay, biểu hiện kinh diễm toàn cầu. Hoàng tử đảo ngược vũ khí khang đặc đệ nhất nhân. Trái lại bên S, thường giả bảo thủ, trung đang lại chỉnh một cái á tác. Con mẹ nó, mở cửa ra. Thái quá về đến nhà rồi. Đây là không đem tô hán vị kiểu nguyệt ta để vào mắt A. Không ít phan đã bắt đầu hò hét. Hề giả sát xuyên thác nhi tác. Trận đấu cũng bắt đầu trong tiếng hò hét. Trong hình ảnh trực tiếp, hai bên nhanh chóng ra khỏi cửa. Hoa hoa. Di, gia sô bên này ra cửa mang theo cái quét hình, xem ra là không có ý định làm tầm nhìn, sẽ không sợ bị khang đế gan sao. Miller nghe vậy trả lời một câu. Vấn đề không lớn, căn cứ theo tin đồn, Lâm Vân từng ở SKT đấu pháp lấy hung hãn nổi danh, ta cảm thấy nếu trận này có thể thành công, EGG có thể sẽ có thêm một cái đấu pháp hệ thống. Hoa hoa mỉm cười vậy sao? Vậy để chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Trận đấu này không phát sinh đoàn cấp 1, phương pháp đứng 5 giờ của hai bên, kẹt ở cửa xâm lấn, có thể biết trước tiên có bị đối diện xâm lấn hay không? Trong hình, gia sô của Lâm Vân đang đi trên sông, không ai chú ý quá nhiều đến động tác của hắn. Rất nhanh, binh tuyến hai bên đi ra, song phương đối tuyến bình thường. Á tác cấp 1 học E, trực tiếp E tiểu binh cương hề dạ kiểu nguyệt đấu pháp tương đối hung hãn. Bất quá bởi vì kiểu nguyệt học thuận cấp 1, cho nên đợt thay máu đầu tiên, rõ ràng thua thiệt. Hoa hoa. Đợt này hề giả huyết kiếm. Miller gật đầu. Cảm giác người mới có chút nóng nảy, đấu pháp có chút cấp tiến. Thu một bình máu. Hơn nữa còn có nguy cơ bị giết. Khán giả sau khi nghe vậy, cũng nhao nhao nở nụ cười. Người hâm mộ EJJ nhìn thấy cảnh này, tất cả đều lo lắng không thôi. Ngay cả A Bố đang ở hậu trường xem thi đấu, cùng các tổ huấn luyện e dê, dê cũng nhao nhao lo lắng. Giờ phút này, ống kính cho tới khu hoang dã. Thùng rượu của khang đế đỏ bừng, hai cấp tốc độ ánh sáng bắt lấy. Lúc này trên tuyến chỉ có cấp một, thùng rượu một cái e thiểm đánh ra A quan đại thụ thoáng hiện. Chỉ trong chốc lát, e dê, dê trong nháy mắt lâm vào thế yếu. Hoa hoa cái này đại thụ liền khó chịu, lượng máu bị thùng rượu đánh rớt một nửa, lại không có thoáng hiện, hoàng tử hai cấp có cơ hội đơn sát. Phan của chúng ta cũng nhao nhao bộc phát ra tiếng hoang hô. Trận đấu trước, chúng tôi thắng với tỷ số 20. Năm. Trận này bắt đầu chính là giúp lên đường lấy được ưu thế, tuyệt đối ổn định. Đối mặt với tình huống này, phan của EJJ nhào nhào thở dài, đại thụ vĩnh viễn của EJJ chịu áp lực, không giúp lên đường nhược điểm này bị uy đánh mạnh tuy nhiên ngay tại thời điểm mọi người chú ý lên đường bỗng nhiên bộc phát ra âm thanh nhắc nhở đầy máu first bolo tật phong kiếm hào đánh chết kiểu nguyệt nữ thần đạo diễn trong nháy mắt đưa tới ống kính lại là á tác của người mới trung lộ lâm vân chỉ giết kiểu nguyệt của hề dạ lúc này á tác hai cấp kiểu nguyệt vẫn là cấp một hơn nữa song phương đều không có song chiêu Hoa, hoa Chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hề giả cấp một bị đối tuyến đơn sát. Giờ phút này không chỉ là giải thích, mà ngay cả khán giả, cũng nhao nhao ngạc nhiên không thôi, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Miller. Để chúng ta cùng xem lại một chút. Hắn cũng không tưởng tượng được, chính mình lúc trước còn nói gia sô đổi máu thua thiệt, có bị đơn độc vết nguy hiểm, lại không muốn một câu thành sấm, ngược lại sửa một ngụm rất nhanh đạo diễn phát lại chỉ thấy trung lộ hai người lo dinh, á tác trực tiếp tìm kiểu nguyệt thép cứng đợt thứ nhất đổi máu thua thiệt á tác trực tiếp cắn thuốc nhưng hình ảnh kế tiếp lại làm cho tất cả người xem cùng bình luận viên trận tròn mắt song phương đều ở bổ sung xong đợt thứ nhất sáu tiểu binh người cuối cùng thời điểm gia xô dĩ nhiên lên tới hai cấp mà kiểu nguyệt đồng dạng bổ sung sáu binh cũng chỉ có một cấp sau đó á tác trực tiếp nhảy lên. Trời ạ! À, đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy một màn như vậy, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Chương 9 Đổi mới rất có lực A, à, vì sao không ai xem? Ô ô, cho một ít hoa tươi đi, ta có thể kiên trì mã tự đến hừng đông. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.